và các bạn thân mến, Huế vùng đất với phong cảnh hữu tình và nên thơ, con người hiền hòa, yêu chuộng chữ nghĩa thơ ca là nền tảng xuất hiện nhiều nhà thơ hồi thơ. Trong chương trình Âm sắc Huế kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu về một hồi thơ đã có lịch sử hoạt động từ hơn 30 năm qua. Điều đặc biệt đó là hồi thơ quần chúng phát triển mạnh với số lượng thành viên lên đến 128 người. Vâng, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hồi thơ Hương Giang. Tình tâm kim cổ một buổi chiều xuân. Cử mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu hàng năm cũng là kỷ niệm ngày thơ Việt Nam. Hội thơ Hương Giang lại tổ chức gặp gỡ hội viên, cùng ngồi lại bên nhau, ngâm lên những bài thơ sáng tác trong năm qua. Tiếng thơ là tiếng lòng đưa mọi người đến gần với nhau hơn. Rất nhiều người xa khi nghĩ về cố đô thường tỏ bày thương nhớ bằng giọng Huế chi mô. Những người con của Huế ra đi không trở về, nằm im trong lòng đất vì hồn buồn xa quê. Con gái Huế làm duyên e lệ nghiêng nón trong mình có nhiều cái đồng của Huế, những cái nét của Huế, nét dịu dàng của Huế, nét già thưa của Huế. Ở đâu thì người ta nói rằng không có nơi nào có được cái dòng Huế dịu dàng. Và con gái Huế là cũng là mang tính chất là hồi xưa là đi học, cái áo dài Huế là rất là dễ thương, nhưng là những tà áo tím hoặc là những cái tà áo buổi chiều qua cầu Trần Tiên chẳng hạn, người ta nhìn Huế nhìn qua nhiều cái là nét đẹp đó, mà vì giới thiệu cho bạn cho nên thì cũng tôi làm bài thơ này. Con gái Huế mà khóc cứ như trời đổ mưa ào ào và lặng lẽ, đừng tưởng trời cũng thơ Hương Giang là một trong những hồi sơ lớn của tỉnh, đã có một cái chương trình tôi cho rằng rất là sâu sắc, đầy tình cảm và hội tụ được những người thơ rất đáng trân trọng, đó là những bậc cao niên. Người ta qua thơ để sống vui, sống khỏe, sống có ích và đồng thời trang trải tâm tình, bộc bạch nội tâm với xã hội, với con cháu. Trong dòng chảy của văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế, thơ ca có một vị trí vô cùng quan trọng. Trong phong trào thơ ca đua nở vào cuối thập niên 1970, làng thơ Vĩnh Lợi, câu lạc bộ thơ Tri Âm Cát, Bến Thơ và một số câu lạc bộ thơ khác đã lần lượt hình thành.
Sự trưởng thành nhanh chóng ấy là do những trí thức yêu thơ ca đầy tâm huyết sáng lập. Thập niên sau ngày Huế giải phóng, tuy thời gian ấy còn rất nhiều khó khăn, nhưng các thi lão như Tổng Hoàng Nguyễn, Xuân Tốn, Bạch Văn Quế, Hoàng Phương đã tích cực thành lập lại các câu lạc bộ thơ ở các phường, xã, trong thành phố Huế và các huyện trong tỉnh. Những câu lạc bộ thơ ấy sau này được kết hợp thành câu lạc bộ thơ truyền thống Huế trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế. Buổi ban đầu ấy, cổ thi lão Tổng Hoàng Nguyên làm chủ nhiệm, từ đó đến nay cũng đã hơn 30 năm. Câu lạc bộ thơ ca truyền thống Huế không ngừng phát triển về mặt tổ chức cũng như sinh hoạt thơ, tham gia vào các hoạt động văn học, nghệ thuật của tỉnh nhà. Năm 1994, đổi tên thành câu lạc bộ thơ Hương Giang. Tháng 1 năm 2007, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Hội thơ Hương Giang. Chặng đường hơn 30 năm hình thành và phát triển từ ấy cho đến nay, mỗi thành viên hội thơ, từ cựu trào cho đến những người mới gia nhập, đều tự hào về những đóng góp của hội trong đời sống văn hóa, nghệ thuật của Thừa Thiên Huế. Hoạt động Hội thơ Hương Giang dựa vào các cái hoạt động của tỉnh, các hoạt động văn hóa xã hội, các cái lễ hội và các cái hoạt động lớn của tỉnh phục vụ cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Và mỗi năm như thế thì chúng tôi thường tổ chức giao lưu và hoạt động thơ vào các ngày kỷ niệm lớn, ví dụ như mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ, kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9 để có một cái chủ đề là giai điệu Tổ quốc và các cái kỳ nguyên tiêu. Theo đó, mỗi năm hội đều cho ra đời những tuyển tập thơ là những tác phẩm của các thành viên của Hội thơ Hương Giang. Những tập thơ này ra thường có những chủ điểm bám theo dòng chảy của thời sự, bởi đó chính là tiếng nói, tiếng lòng của những người luôn trăn trở về cuộc sống. Chúng tôi cũng đã xuất bản những cái tập thơ gần đây nhất là nó mang tính phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thí dụ như là kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác thì có một cái tuyển tập là tháng năm nhớ Bác. Kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ thì có cái tuyển tập là nắng tượng đài. Để tôn vinh cái thơ lục bát của Thừa Thiên Huế thì chúng tôi có cái tuyển tập là Huế vương trang lục bát. Và các cái tác phẩm đó được đông đảo khán giả đón nhận. Nhiều tuyển tập là được phát hành toàn quốc, thì dù như tháng năm nhớ Bác, rồi nắng tượng đài có mặt trên khắp các tỉnh thành toàn quốc. Còn bé đôi ta hai nhà ở gần cây đa đầu làng, chiều về nắng trải lụa vàng phố mùa cây mướp trên giàn đơm hoa. Nhà thơ Hoàng Xuân Thảo tham gia vào Hội thơ Hương Giang từ những ngày đầu thành lập. Thơ của bà chủ yếu là những lời bộc bạch về tình yêu quê hương, yêu thương con người và cuộc đời. Đến nay, bà đã cho ra đời 4 tập thơ như Hương Quê năm 2000, Tình Thơ năm 2005, Thương Về Kỷ Niệm năm 2010 hay Mùa Hoa Khế năm 2012. Vừa qua, bài thơ Dư Âm nằm trong tập Mùa Hoa Khế của bà đã đạt giải nhất tại cuộc thi thơ toàn quốc năm 2015-2016 do Báo Điện Tử Ngày Nay tổ chức. Tình xưa dấu ấn đậm đà, nhớ xưa kỷ niệm bằng hoa ban đầu. Bài thơ Dư Âm này là tôi đã viết cách đây là 15 năm về trước, là năm 1999. Hồi đó là nhân cái dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới của tôi và ông xã. Thì với một cái cảm xúc là hồi nhỏ là chúng tôi cùng sinh ra và lớn lên tại mảnh đất quê hương
Ngôn cùng sống với nhau từ thời thơ bé. Cái hồi đó là hai nhà ở cạnh nhau và chúng tôi thường chạy qua chạy về chơi với nhau và cùng học chung trường chung lớp tại trường làng. Ngày xưa còn bé đôi ta, hai nhà ở cạnh cây đa đầu làng. Chiều về nắng trải lụa vàng, bốn mùa cây buộc trên nhà đơm. Làm quà tặng em đùa vui trong thật hồn nhiên, thân nhau xuống tuổi hoa niên chung trường. Rồi mùa thu ấy thơm ăn vào thành Huế Quảng Đà, tình xưa dấu ấn đậm mà đà, nhớ xưa kỷ niệm tắm đối với thơ, nhất là đối với là quê hương, vì quê hương là cái nơi mà như chiếc nôi đã sinh ra và tôi đã sinh ra lớn lên và trưởng thành tại làng quê. Vì vậy mà về nói về cái thơ của quê hương thì là tôi sáng tác là nó có nhiều cái cảm xúc hơn, rồi là cũng có nhiều cái nỗi lòng đối với quê hương nơi đã chôn nhau cắt rốn, nơi cha mẹ đã sinh ra, và chúng tôi cũng có một mối tình rất là đẹp ở quê hương quê môn của chúng tôi. Phong trào thơ quần chúng phát triển mạnh mẽ ở Thừa Thiên Huế cho thấy đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Người ta tìm đến với thơ là tìm đến với cái đẹp, tìm đến với thế giới của ngôn từ với những chắc lọc từ bản thân mỗi người trong tình yêu dành cho thơ. Nhiều bài thơ là những tiếng ca vui trong tình yêu dành cho quê hương đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng. Là những lời tri ân sâu sắc,
những chia sẻ chân thành về cuộc sống. Các hội thơ vì thế ngày càng thu hút đông đảo người yêu thơ ca nghệ thuật tìm đến với nhau để sẻ chia tâm tình, tìm bạn tâm giao. Về phong trào thơ quần chúng, có thể nói chúng ta rất là vui mừng thấy rằng có sự khởi sắc và sự phát triển không ngừng. Liên tục trong nhiều năm, những hội thơ quần chúng đã góp phần làm cho không khí, làm cho hương sắc của xứ Huế của chúng ta sôi động hơn, tươi vui hơn, nhất là các dịp Tết đến xuân về, trong không khí mừng Đảng mừng xuân, trong các kỳ festival, trong các sự kiện, trong các lễ hội lớn, trong dịp Tết Nguyên Tiêu, hưởng ứng Ngày Thơ Việt Nam, đều có những chương trình thơ đã thu hút được sự chú ý công chúng của khách gần xa. Có thể nói vai trò của Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, vai trò của Hội Nhà văn tỉnh đã hết sức quan tâm để đồng viên, để thúc đẩy phong trào của những nhà thơ chuyên nghiệp và đặc biệt đối với những nhà thơ không chuyên. Và chúng tôi cũng hết sức là trân trọng thấy rằng nhiều địa phương, lãnh đạo các cấp ủy chính quyền đã thực sự quan tâm đến hoạt động thơ ca trong phong trào quần chúng để hướng đến chân thiện mỹ và góp phần làm cho cuộc đời đẹp hơn và tươi hơn. Mang tên của một dòng sông nổi tiếng, hội thơ Hương Giang nhiều năm qua trở thành tiếng nói của một bộ phận người yêu thơ xứ Huế. Những bài thơ, những tiếng lòng ấy như những cánh chim bay đi, lan tỏa những thông điệp về tình yêu Huế, về đời sống, văn hóa, tâm hồn người Huế. Hơn 3 thập kỷ, đó là một chặng đường thơ khá dài mà hội thơ Hương Giang đã đi qua, đem đến những giá trị tốt đẹp trong đời sống. Một tiếng thơ ngân lên, đó cũng là tiếng của một đời sống tinh thần, của tình yêu cái đẹp. Ở đâu có thơ, ở đó có sự kết nối của tình yêu và nghệ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu thiên nhiên và con người luôn là nguồn cảm hứng bất tận của thi nhân. Những hội thơ quần chúng như hội thơ Hương Giang có một vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hương Giang cùng những tình thơ là một dòng chảy yên tĩnh, lặng đọng bên cạnh dòng đời rộn rã. Chuyên mục Âm sắc Huế kỳ này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.